Bây giờ các bạn mở cái tài khoản ChatGPT OpenAI.com ra. Thì trong cái tài khoản này thì mình đã có cái dòng lệnh mình đã edit sẵn ở đây. Thì cái prompt đầu tiên thì trong cái ý tưởng này thì các bạn cần phải đóng vai nói yêu cầu ChatGPT cần phải đóng vai một cái chuyên gia của một cái lĩnh vực gì đó để các bạn muốn. Ví dụ như đây là mình sẽ đóng vai là một cái chuyên gia là publisher để nghiên cứu tiêu đề và từ khóa trên sách KDP Amazon với 10 năm kinh nghiệm ha. Vì mình sẽ dán vào. Ok, mình nhấn enter thì để nó trả lời như thế nào ha. Rồi, ok, nó sẵn sàng rồi. Thì bây giờ mình sẽ copy cái câu lệnh đầu tiên, đó là list ra 10 cái từ khóa bằng tiếng Anh với đề tài, ví dụ như đây là đề tài cái mọi chữ đỏ này các bạn nhớ Christmas ha. Đấy, các bạn nhớ thay đổi cái đề tài này các bạn muốn muốn nghiên cứu, muốn tạo ra những cái idea cho mình ha, cái ngách cho mình, thì mình sẽ copy cái này. Enter. Rồi, ChatGPT nó sẽ list ra cho mình những cái từ khóa nó phổ biến của cái đến đề tài của Giáng sinh ha. Rồi, ok, nó list ra cho mình 10 cái từ khóa này để mình có những cái idea để mình làm về những cái cuốn sách. Vậy thì mình sẽ xác định cái cuốn sách gì ở đây, ví dụ như là cái prompt thứ ba đó là tạo ra 10 tiêu đề sách. Ở đây là mình tô màu đỏ, đây là cái loại sách, ví dụ như planner hoặc là notebook hoặc là coloring ha, notebook nè. Đấy, cuốn sách về notebook để xuất bản trên KDP Amazon bằng cách sử dụng các từ khóa đã tạo ở trên ha. Rồi, bây giờ mình sẽ copy cái prompt này để yêu cầu ChatGPT nó tạo ra 10 tiêu đề của cuốn sách ha. Rồi, thì như vậy là các bạn đã có được cái idea, cái ý tưởng là 10 cái tiêu đề cuốn sách này. Mình có thể là copy sang cái dịch này. Rồi sau đó là mình sẽ copy lại ở trong cái thằng này ha, để mình xem, hoặc là copy vô trong cái list này. Đây, 10 tiêu đề ở đây nhé. Ok,